Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 249. Ở cuối tập trước, sau khi cùng lúc đó ở trong tiêu tộc cũng sinh ra sóng to gió lớn. Trong đại sảnh tiêu tộc, một vị thanh niên mặc bạch bào đứng trước mặt Tiêu Lập cùng Tiêu Long. Hai tay hơi có chút run rẩy, trên bạch bào còn có một chút vết máu sặc sỡ, sắc mặt cũng xanh mét. Ngươi nói Tiêu Dũng Ly tộc theo dõi Tiêu Viêm, tiểu xúc sinh này muốn làm gì? Nếu Tiêu Viêm thiếu một sợi lông tơ, ta quyết không buông tha cho hắn. Bàn tay Tiêu Long vỗ một cái, thời gian, bàn dao gỗ thượng đẳng chế biến tinh tế mà thành, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Thiên phú của Tiêu Dũng nguyên lai là thiên tài thứ nhất tiêu tộc trong tiêu tộc, Tiêu Dũng đối với Tiêu Kỳ cũng là một mảnh ái mộ. Nhưng Tiêu Viêm xuất hiện trực tiếp uy hiếp đến địa vị thiên tài của Tiêu Dũng. Hiện giờ Tiêu Long phái người trở về bẩm báo, nói Tiêu Dũng ly tộc theo dõi Tiêu Viêm, Tiêu Long tự nhiên lập tức hiểu được ý đồ của Tiêu Dũng. Nếu Tiêu Viêm ở trong Thiên Ma Sơn mạch bị Tiêu Dũng giết, cũng có thể dễ dàng ngụy trang ra dấu vết bị ma thú giết chết. Đến lúc đó, ai cũng không cách nào chứng minh Tiêu Dũng giết Tiêu Viêm. Tiêu Long âm thầm may mắn mình may mắn âm thầm phái người bảo hộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không sao chứ? Tiêu Long nhìn về phía Bạch Bào Nhân, vội vàng hỏi. Bạch Bào Nhân hơi ngẩn ra, sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt, Tiêu Long cũng phát hiện điểm này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm theo. Thanh âm của Bạch Bào Nhân có chút run rẩy nói, lúc chúng ta âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Dũng tìm được Tiêu Viêm. Xem ra là muốn gây bất lợi cho Tiêu Viêm, đang muốn tiến lên ngăn cản. Đột nhiên ở bên người Tiêu Dũng có rất nhiều cường giả thực lực không kém. Đều là người của Y Ma giáo, chúng ta không dám tùy tiện hành động. Sau đó thanh niên áo bào trắng nói xong dừng một chút, sắc mặt trắng bệch luân phiên, thanh âm có chút run rẩy. Sắc mặt Tiêu Long cũng càng ngày càng khó coi, nếu Tiêu Viêm chết hoặc biến thành tàn phế, Tiêu gia sẽ tổn thất một vị thiên tài tuyệt thế. Tiêu Lập ở một bên sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng nóng vội, chậm rãi nói. Thanh niên áo bào trắng gật gật đầu, chợt tiếp tục nói. Sau đó lại có rất nhiều đệ tử Y Ma giáo điên cuồng tiến vào Thiên Ma Sơn mạch, vây quanh Tiêu Viêm. Lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp, lúc này một luồng kim quang bạo khởi, là Cửu Huyền Kim Lôi Long ngày đó từ năm cột đá đi ra, Cửu Huyền Kim Lôi Long rất liều mạng. Lúc chúng ta đang chuẩn bị xông lên, muốn liều mạng bảo hộ Tiêu Viêm đi ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Có hai loại ý giai đấu kỹ đồng thời bị thi triển ra, uy lực thập phần cực lớn. Thanh niên áo bào trắng hít một hơi, lại tiếp tục nói, sau khi để ý giai đấu kỹ chấm dứt, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện trên không trung. Chân đạp lôi long tiến vào Thiên Ma Sơn mạch. Nghe nói gần đây trong Thiên Ma Sơn mạch ồn ào thượng cổ di tích thông đạo, chỉ có Tiêu Viêm một mình tiến vào. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, thượng cổ di tích Tiêu Viêm dĩ nhiên đi vào. Theo tình báo nói thông đạo này không người nào có thể tiếp cận, mà Tiêu Viêm lại đi vào. Tiêu Long cũng hơi buông lỏng một chút tâm tư, tuy nói Tiêu Viêm tiến vào thượng cổ di tích thập phần hung hiểm giống như cấm địa, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ít nhất hắn đã từ trong vòng vây của Tiêu Dũng cùng Y Ma giáo trốn thoát. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói hai loại ý giai đấu kỹ. Một người có thể là Tiêu Dũng thi triển, người kia thì sao? Chẳng lẽ nói là Tiêu Viêm thi triển? Tiêu Long nhớ tới lời thanh niên áo bào trắng vừa rồi nói, vội vàng truy vấn. Chúng ta lúc ấy cách xa, quả thật không thấy rõ ràng, bất quá một loại đấu kỹ trong đó là Kim Đế Cự Bạo Thương. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão ngồi trong đại sảnh, kể cả Tiêu Lập ngồi ở chủ vị đều khiếp sợ không thôi. Bạch Bào Nhân nói cũng không có nhìn thấy ai thi triển ý giai đấu kỹ. Nhưng trong đó có một loại ý giai đấu kỹ cũng có thể xác định. Đó chính là trong tộc đều cực kỳ nổi danh Kim Đế Cự Bạo Thương. Kim Đế Cự Bạo Thương là đấu kỹ của ý giai sơ cấp, chính là Tiêu Dũng xếp thứ hai trong mấy lần thi đấu tiêu tộc. Ở tiêu tộc, người có tư cách học tập ý giai đấu kỹ nhất định phải là trong tộc mỗi 100 năm cử hành một lần tộc tỷ lệ, giành được 3 vị trí đầu tiên. Mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện, đạt được ý giai đấu kỹ cùng tiến hành tu luyện, dựa theo thứ tự để quyết định đẳng cấp của ý giai đấu kỹ. Về phần một loại đấu kỹ khác là cái gì, Bạch Bào Nhân cũng không biết, nhưng không có một trưởng lão nào tin tưởng là Tiêu Viêm thi triển ra. Nhưng Tiêu Viêm đích thật là từ trong tay nhị tinh đấu đế thực lực Tiêu Dũng đào thoát, điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể lý giải. Tiêu Dũng cấu kết với địch đảng đuổi giết đồng môn, dựa theo tộc quy, rút huyết mạch ra, trục xuất khỏi gia tộc. Tất cả tộc nhân bắt Tiêu Dũng, Tiêu Lập đằng đứng lên, lớn tiếng ra lệnh, nhìn ra được, đối với chuyện này, Tiêu Lập đã cực kỳ phẫn nộ. Thanh âm uy nghiêm của Tiêu Lập quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đều trầm mặc không nói, không có ai có dị nghị. Không có ai dám phản đối. Sắc mặt Tiêu Lập cực kỳ không tốt, chuyện như vậy trong tộc vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Mặc kệ Tiêu Viêm có việc gì hay không, chỉ dựa vào Tiêu Dũng cấu kết với thế lực đối địch một con, cũng đủ để rút huyết mạch ra khỏi tiêu tộc. Hơn nữa cấu kết đuổi giết đồng môn, đây là tử tội trong tộc quy. Vì thế hắn quyết định nhanh chóng, liền đem tội lỗi của Tiêu Dũng định ra. Lúc này, Tiêu Long giận dữ quát với một vị trưởng lão mặt không chút thay đổi bên cạnh, ta mặc kệ là ai thi triển ý giai đấu kỹ thứ hai. Nếu Tiêu Viêm ở trong di tích xảy ra chuyện, Tiêu Vô Thiên, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Hắn cho rằng, nếu không phải Tiêu Dũng đi đuổi giết Tiêu Viêm,
Tiêu Viêm cũng sẽ không vô tình xâm nhập di tích giống như cấm địa. Tiêu Dũng chính là đệ tử của vị tứ trưởng lão Tiêu tộc Tiêu Vô Thiên trước mắt này. Tiêu Long gào thét nói xong, hư lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa, vung y bào, sải bước đi ra ngoài điện. Sau khi Tiêu Long đi, Tiêu Vô Thiên bị Tiêu Long mắng chửi, thủy chung vẫn duy trì sắc mặt như không có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị không ai có thể nhìn thấy. Tiêu Lập nhìn bóng lưng Tiêu Long rời đi đành bất đắc dĩ lắc đầu, đích xác. Chuyện này trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng Tiêu Viêm, Tiêu Long cực kỳ coi trọng Tiêu Viêm làm sao có thể không tức giận. Được rồi, chuyện không nên chậm trễ, có thể các thế lực khác cũng đều chạy tới Thiên Ma Sơn Mạch đi. Mời các vị trưởng lão điều động nhân thủ, chúng ta xuất phát, đi tới Thiên Ma Sơn Mạch. Tiêu Lập trong tay vẫn chơi đùa hai quả cầu nhỏ mang theo khí tức cực kỳ bất phàm, quản y bào, chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, nói một tiếng là sau đó, lục tục rời khỏi đại sảnh. Nhìn trưởng lão nhao nhao rời khỏi, Tiêu Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra, ta đại khái biết là ai đang tác quái. Trong Thiên Ma Sơn Mạch, một cánh cửa đá vô cùng kỳ dị lơ lửng trên đỉnh sơn mạch. Cửa đá rộng hơn trăm trượng, năng lượng vô cùng mỏng bên trong cửa đá hình thành vòng xoáy năng lượng không có quy luật xoay tròn. Ngay cả năng lượng chung quanh tựa hồ cũng có cảm giác bị hút vào. Bởi vì thông đạo di tích thượng cổ xuất hiện, Thiên Ma Sơn Mạch bây giờ đã biến thành nơi sinh hoạt của nhân loại, nơi này cơ hồ thành một quần hùng hội ở Đế Châu. Ở địa vực Thiên Ma Sơn Mạch rộng lớn, bóng đen giống như kiến nối liền không dứt. Trên bầu trời chung quanh, thỉnh thoảng có từng đạo bóng người xẹt qua, những người này cưỡi các loại phi hành tọa kỵ cùng với các loại vũ khí khác. Mang theo từng đạo hồng mang, xẹt qua bầu trời, đem bầu trời xanh thẳm chia thành từng khối nhỏ rực rỡ. Cảnh tượng như vậy, có thể thấy được một di tích thượng cổ có được sức hấp dẫn mạnh cỡ nào. Nhìn cửa đá ở mặt đất đất phá ra một cái động lớn thật lớn, có thể tưởng tượng được dưới mảnh đất này rốt cuộc cất giấu một di tích thượng cổ khổng lồ như thế nào. Mà di tích này lại lưu lại trong Thiên Ma Sơn Mạch mấy vạn năm, dĩ nhiên không ai phát hiện ra tồn tại của nó. Hiện giờ di tích thượng cổ này đột nhiên xuất hiện, sao không làm cho các lộ cường giả nhiệt huyết sôi trào. Cách cửa đá hơn 10 thước, dòng người bắt đầu khởi động, phóng mắt nhìn lại một mảnh hắc áp. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào cửa đá trước mắt, đều đang chờ đợi, cỗ lực lượng khó hiểu ngăn cản bọn họ đi tới lúc nào có thể tiêu tán. Nhưng chờ đợi thật lâu vẫn chưa được bọn họ nghĩ, bất quá cái tên Tiêu Viêm này lại là ở trong phiến dòng người này ồn ào huyên náo lưu truyền ra. Nghe nói thông đạo này đã có người tiến vào. Ta cũng nghe nói, hình như là người của Tiêu tộc, nhưng thực lực lại chỉ có một tinh đấu đế trung kỳ mà thôi, tên là Tiêu Viêm. Hắn thật đúng là một tên may mắn. Có thể trong lúc vô tình xông vào di tích thượng cổ, vận khí đích xác không phải tốt bình thường. Nhưng mà thượng cổ di tích loại tồn tại cấm địa này, há có thể là người bình thường có thể tiến vào. Nhất tinh đấu đế trung kỳ, là phúc hay họa còn không nhất định. Chuyện Tiêu Viêm tiến vào thạch môn vẻn vẹn chỉ qua mấy ngày. Ở trong biển người Thiên Ma Sơn Mạch này mọi người đều biết, đối với vận khí của Tiêu Viêm như vậy ai nấy đều hâm mộ rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm một mình tiến vào, rất nhiều người đều cho rằng có đi không trở về nhiều. Huyễn yêu tộc. Biển người xa xa kia đột nhiên một trận ba động, một vết nứt bị xé rách mà mở ra. Sau đó, từng đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra trên không trung, những người này mặc trang phục kỳ dị. Mà càng làm người ta chú ý chính là, tóc cùng đôi mắt mỗi người bọn họ đều có màu sắc khác nhau. Thật là lực lượng thô bạo cùng khí tức. Khi vô số người nhìn vào trong đám người, một đạo hồng y huyết hồng cùng với hai mắt đỏ thẫm đều nhịn không được đều thở dài. Sau khi người của Huyễn yêu tộc xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt mọi người hội tụ mà đi. Người của năm thế lực lớn rốt cục cũng tới, lực lượng ngăn cản bọn họ có lẽ chỉ có năm thế lực lớn mới có thể mở ra. Tất cả mọi người khi nhìn hồng y nam tử ở giữa, trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Người của Huyễn yêu tộc đều có huyết mạch yêu tộc, thân thể cực kỳ cường hãn. Ma thú bình thường đều không cách nào so sánh với hắn, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Hồng y nam tử tên là Yêu Thế, thực lực là tam tinh đấu đế trung kỳ, là tả hữu trưởng lão của Huyễn yêu tộc. Thực lực cường hãn như vậy cũng chen vào thập đại cường giả bảng Đế Châu, không nghĩ tới lần này di tích thượng cổ lại mời vị nhân vật này đến. Thật sự là làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Theo Huyễn yêu tộc xuất hiện, tứ tộc khác cũng nhao nhao xuất hiện trên bầu trời Thiên Ma Sơn Mạch. Ai cũng không ngờ, năm đại gia tộc này lại nhao nhao phái ra cường giả địa vị cùng thực lực cực cao đến đây. Tất cả mọi người đều có chút kinh hỉ. Có lẽ chỉ có người trong năm thế lực lớn này mới có thể phá vỡ cỗ lực lượng này đi, như vậy bọn họ cũng có thể tiến vào di tích thượng cổ này. Đối với bảo vật của di tích thượng cổ đừng nói là bọn họ, ngay cả năm thế lực lớn cũng thèm muốn. Y Ma giáo, Thiên Minh cốc, Diệt tộc, Huyễn yêu tộc, Tiêu tộc, năm thế lực lớn đều xuất hiện trên bầu trời Thiên Ma Sơn Mạch, vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người bọn họ. Trong đó mạnh nhất tự nhiên không ai khác ngoài Tiêu tộc. Y ảnh của Y Ma giáo đã có mấy vị hộ pháp trưởng lão, trong đó thực lực cũng cực kỳ không kém. Quay đầu lại, chính là người của Thiên Minh cốc, Minh Đế cùng với Hùng Nguyên cùng Vân Phong cùng đông đảo đệ tử Thiên Minh cốc thượng tầng. Diệt tộc, Diệt Thiên. Cái tên này, cho dù là ở trong Đế Châu này vẫn có phân lượng như vậy, ai cũng hiểu được, phóng mắt nhìn thế hệ trẻ tuổi của cả Đế Châu. Người này, đều là kiệt xuất chi lưu.
người diệt tộc đồng dạng không cam lòng yếu thế, thực lực đều là hạng người cực kỳ cường hãn. Tiêu tộc là thế lực mạnh nhất, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Thiên Ma Sơn Mạch. Vô số người đều phóng kim quang, Tiêu Lập cùng Tiêu Lập sóng vai chiến tranh thế giới thứ hai. Phía sau xuất hiện một đám cường giả, nhìn thế lực nhau nhau đến, trong đám người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Xem ra lần này năm đại gia tộc này đều ôm tâm tất đắc. Đúng vậy, xem ra lần này chỉ sợ lại trở thành một cuộc chiến tranh đoạt thập phần kịch liệt. Quản hắn, chỉ cần lực lượng chết tiệt này biến mất, có thể tiến vào loại di tích thượng cổ hùng vĩ này nhìn vừa nhìn. Cho dù là không có đoạt được bảo vật coi như là no mắt. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thông đạo của di tích thượng cổ này, có thể tiến vào xem một chút cũng coi như không tệ. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy nhân vật cấp trên của gia tộc đều ra vẻ thân thiện chào hỏi. Tiêu Long ở phía sau Tiêu tộc, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn người của Y Ma giáo ở phương xa. Chợt ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy trong đám người Y Ma giáo, Tiêu Dũng cũng ở trong đó. Nhất thời sắc mặt giận dữ, cước bộ nặng nề đạp về phía trước, bàn tay xé rách không gian hướng Tiêu Dũng ở giữa Y Ma giáo bắt đi. Tiêu Dũng, ngươi kẻ phản bội này. Tiêu Dũng nhìn thấy Tiêu Long phất tay đánh tới, sắc mặt cũng biến đổi, lực lượng của Tiêu Long tam tinh đấu đế cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Một trưởng nhìn như bình thản đủ để đánh hắn thành trọng thương, bàn tay khổng lồ của Tiêu Long gào thét mà xuống. Đột nhiên đồng dạng một cỗ lực lượng cường đại đối mặt với đại trưởng Tiêu Long bắn ngược lại. Y Chấn Thiên, ta giáo huấn tộc nhân của ta, quản ngươi rắm. Tiêu Long rút tay về, ánh mắt phẫn nộ nhìn một vị trung niên nhân Y Ma giáo đứng ở phía trước, trung niên nhân tóc dài phiêu cùng phía sau. Nhìn như tư thế oai hùng hiên ngang, trong đó cũng tản mát ra một cỗ huyết tính cường đại, âm cười nhìn Tiêu Long ở xa xa vạn phần phẫn nộ. Hiện tại hắn đã là người của Y Ma giáo ta, làm hộ pháp trái phải, làm sao có thể ở dưới mí mắt để cho đệ tử của mình bị người chém giết. Tiêu Long cực kỳ phẫn nộ, thân hình muốn xông lên, bả vai lại bị một đôi tay mạnh mẽ vỗ xuống. Tiêu Long phẫn nộ quay đầu lại, đối mặt với Y Ma giáo càng ngày càng tràn lan, Tiêu Long cũng có chút nhịn không nổi, quay đầu nhìn Tiêu Lập lắc đầu với hắn. Trong mắt hiện lên một tia kim quang, Tiêu Long tức giận nhất thời cũng tiêu tan, chỉ sợ ở trong tộc, Tiêu Long chỉ nghe một mình Tiêu Lập nói đi. Nếu thật sự Tiêu Long động thủ, thân là dược sĩ hắn, chỉ sợ trong phiến không gian này, đông đảo cường giả đều phải nghe hắn điều động đi. Nhưng nhìn Tiêu Lập lắc đầu, Tiêu Long cũng không nói nhiều, Tiêu Lập khẳng định biết cái gì, có tính toán của mình, Tiêu Long cũng không có đi truy cứu. Vung tay áo, xoay người lại, nhìn cửa đá phương xa, thân hình cấp tốc bay về phía trước. Lúc này, một đạo bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong Tiêu tộc. Đạo bóng dáng xinh đẹp này vừa xuất hiện, lập tức ở phiến không gian này dẫn tới không nhỏ oanh động, vô số đạo ánh mắt nhao nhao hướng về đạo thiến ảnh này, nghị luận ra. Đạo thiến ảnh này không phải là người khác, chính là trong Tiêu tộc, trước khi Tiêu Viêm chưa xuất hiện, được xưng là đệ nhất thiên tài Tiêu tộc, Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, trong Tiêu tộc mỗi lần so sánh tộc đều đạt được đệ nhất, đồng thời cũng có được thiên hỏa xếp hạng thứ hai trong Tiêu tộc. Tiêu Kỳ mấy tháng trước liền đi tới trong Thiên Ma Sơn Mạch tu luyện. Hiện giờ, trên bầu trời Thiên Ma Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện cửa đá, cùng đông đảo cường giả tràn vào cũng làm nàng cấp tốc chạy tới. Đợi nàng chạy tới bầu trời cửa đá, chính là lúc năm thế lực lớn xuất hiện. Năm thế lực lớn xuất hiện như thế, làm cho Tiêu Kỳ cũng vạn phần kinh ngạc. Bên trong thạch môn này rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại có mị lực cực lớn như vậy? Có thể hấp dẫn được ngũ đại thế lực những lão gia hỏa không dễ dàng lộ diện đều đến đây. Vừa rồi Tiêu Long cùng Y Ma giáo tranh chấp một phen, Tiêu Kỳ vừa mới chạy tới tự nhiên cũng nhìn thấy, đại khái hiểu được nguyên nhân trong đó. Trong lúc nào, một đôi mặt lộ ra sắc sảo mang theo vẻ khinh bỉ, trừng mắt nhìn Tiêu Dũng trong Y Ma giáo. Tiêu Dũng đứng ở trong trận doanh Y Ma giáo, nắm đấm nắm chặt. Tiêu Dũng vẫn luôn có tình cảm ái mộ đối với Tiêu Kỳ, nhìn ánh mắt khinh bỉ như Tiêu Kỳ ném tới, sắc mặt vốn không đẹp mắt kia, hiện giờ càng trở nên vặn vẹo khó coi. Chung quanh vô số ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, trên khuôn mặt thổi đạn có thể rách ngũ quan tinh xảo, một đầu 3000 động ti chậm rãi luật động ở phía sau. Thân thể ngạo nhân dưới thanh y bao bọc nổi bật không sót một chút nào, tư sắc như vậy, quả thực chính là hồng nhan họa thủy. Trong những ánh mắt này, có thưởng thức, có ái mộ, cũng có kinh diễm. Thậm chí còn có ghen tị dung mạo của nàng, cũng ghen tị với thiên phú cơ hồ của nàng ở cả đế châu đều giống như long phượng lân giác. Nhưng đối với những ánh mắt này, Tiêu Kỳ tựa hồ đã quen, thân hình trực tiếp bay về phía Tiêu Lập phía trước. Tiêu Kỳ, ngươi cũng tới. Tiêu Lập tự nhiên cảm giác được khí tức của Tiêu Kỳ. Tiêu Lập nhìn thân hình Tiêu Long lướt về phía cửa đá, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Kỳ một thân thanh y. Tiêu Kỳ gật gật đầu, ra ra, đạo cửa đá này là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Tiêu Kỳ hướng về phía cửa đá ở phương xa tản ra cổ xưa cùng một cỗ khí tức thần bí, hướng về phía Tiêu Lập hỏi. Đây là di tích cổ ẩn nấp trong Thiên Ma Sơn Mạch, là gần đây mới ngẫu nhiên bị một tiểu bối mới của tộc ta phát hiện. Tiểu bối mới tới của tộc ta? Tiêu Kỳ có chút khó hiểu. Mấy tháng sau khi ngươi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ sợ là làm cho ngươi có chút chuyện khó có thể tiếp nhận. Tiêu Lập cười khổ nói với Tiêu Kỳ. Trong tộc xảy ra chuyện? Tiêu Kỳ nghe vậy cả kinh, trong lúc đó trợn mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ cấp bách. Kỳ thật cũng không tính là xảy ra chuyện,
có lẽ đối với Tiêu tộc mà nói là chuyện không thể tốt hơn. Tiêu Kỳ à, hiện giờ trong tộc đệ nhất thiên tài chỉ sợ đã không còn là ngươi. Tiêu Lập giọng nói bình thản nói. Cái gì? Chẳng lẽ nói ta đi ra ngoài mấy tháng nay trong Tiêu tộc lại có thiên tài mới quật khởi? Tiêu Kỳ bản tính cực kỳ mạnh mẽ, vừa nghe trong Tiêu tộc hiện giờ lại xuất hiện tộc nhân có thiên phú tốt hơn mình, lòng hiếu kỳ bỗng chốc nổi lên. Nhưng trong lòng cũng không có tư vị, chính mình mới đi ra ngoài ngắn ngủi mấy tháng, trong Tiêu tộc làm sao có thể xuất hiện thiên tài vượt qua mình, điều này hiển nhiên làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Tiêu Lập bất đắc dĩ cười khổ một phen, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện, như vậy phá vỡ bình tĩnh vốn có trong Tiêu tộc. Tiêu Lập liền đem đủ loại sự tích, sau khi Tiêu Viêm đi tới Đấu Đế Đại Lục toàn bộ hướng Tiêu Kỳ ở trong Thiên Ma Sơn mạch lịch lãm. Đối với Tiêu Kỳ hoàn toàn không biết bên ngoài tự thuật một phen. Ngươi nói Tiêu Viêm kia phá vỡ kỷ lục thủy tổ lập ra. Tiêu Kỳ thập phần khiếp sợ nhìn Tiêu Lập. Lúc trước Tiêu Kỳ đi tới Đấu Đế Đại Lục, lần đầu tiên tu luyện, vẻn vẹn chỉ hơn nửa tháng, thành tích như vậy. Ở trong Tiêu tộc đã rất giỏi, mà thành tích của Tiêu Viêm lại xa xa đem thành tích nàng vốn còn kiêu ngạo bỏ xa thật xa. Tiêu Kỳ làm sao có thể không khiếp sợ? Chỉ là một điều này, thiên phú của Tiêu Viêm cũng đủ để đem Tiêu Kỳ đè xuống. Tiêu Lập gật gật đầu, hắn đã sớm biết Tiêu Kỳ sẽ khiếp sợ, đừng nói là Tiêu Kỳ, lúc trước Tiêu tộc từ trên xuống dưới ai không khiếp sợ. Tuy nói trong lòng khiếp sợ, hơn nữa còn có chút không thoải mái, nghe Tiêu Lập tự thuật, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng âm thầm có chút bội phục. Nghe nói Tiêu Viêm này còn tiến vào trong cửa đá bị mọi người suy đoán là di tích cổ. Nếu Tiêu Viêm đi ra, nhất định phải hảo hảo xin giáo một phen, Tiêu Kỳ trong lòng thầm làm nổi bật. Một đôi mắt đẹp u ám nhìn về phía cửa đá xa xa, di tích thượng cổ a, cái gọi là thiên tài gia hỏa kia có thể thành công sống sót từ bên trong đi ra sao? Hiện tại nơi này, theo bóng người trên bầu trời chớp động, ánh mắt mọi người đều hướng về năm thế lực lớn trên bầu trời. Bình chứng trước cửa đá có lẽ chỉ có năm thế lực lớn này mới có thể mở ra, bầu trời Thiên Ma Sơn mạch, tất cả mọi người chờ mong. Cùng lúc đó, trong mộ phần ma vực, một huyết nhân ngồi, bên người rậm rạp vây quanh huyết khí cực kỳ thấm người. Bốn phía thân thể tản ra hồng quang nhàn nhạt, cơ hồ cùng phiến bầu trời huyết sắc này dung hợp thành một thể. Những huyết khí này trên không trung rất nhiều, khí tức màu đỏ như máu chậm rãi lưu động. Trên không trung hình thành một đám huyết khí vòng xoáy, trong đó năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo huyết nhân này giống như Tu La từ địa ngục đi ra, không phải người khác, chính là Tiêu Viêm đang khôi phục đấu khí. Trạm lão đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn chăm chú vào phương xa, sắc mặt có chút vặn vẹo, tựa hồ phía trước có thứ gì đó. Trạm lão nghiêng mắt liếc Tiêu Viêm còn đang khôi phục, khẽ thở dài một hơi, tiểu tử này vẫn là ở trong trận chiến đấu lúc trước tiêu hao quá lớn. Tiêu Viêm hiện giờ thi triển ý giai đấu kỹ thật sự là quá miễn cưỡng, trước mắt phần quyết. Ở Đấu Đế Đại Lục vẫn là thuộc loại công pháp tương đối thấp cấp, nếu Tiêu Viêm có thể đem phần quyết tăng lên đến Hàn quyết mà nói, thi triển ý giai đấu kỹ này khả năng sẽ không tiêu hao lớn như vậy. Chỉ sợ, chỉ có chờ Tiêu Viêm đem toàn bộ dị hỏa trong thân thể dung hợp thành hỗn độn thánh diễm, cũng sau khi thôn phệ, lại cắn nuốt một quỷ linh cùng linh ấn, mới có thể đem phần quyết tăng lên đến Hàn quyết. Cái gọi là phần cực, hàn do sinh, nếu là hỗn độn thánh diễm lực lượng không đủ, cũng là không cách nào từ phần quyết tăng lên đến Hàn quyết, nhưng mà, quỷ linh cùng linh ấn không tới nhị tinh đấu đế, phương pháp kia không thể sử dụng, xem tạo hóa của tiểu tử này đi. Trạm lão đang nhìn phía trước suy nghĩ, Tiêu Viêm bất ngờ mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia màu vàng nhạt nhạt nhạt. Chậm rãi lại ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong mắt, đấu khí vốn dầu hết đèn khô, đã lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu Viêm đứng dậy, theo ánh mắt Trạm lão nhìn về phía phương xa, trong lòng hơi ngẩn ra. Hắn cảm nhận được phương xa tựa hồ bí ẩn một loại năng lượng cường đại, đang hướng mình bên này đánh úp lại. Trạm lão đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, có thứ gì đó tới đây, ta không thể giúp ngươi, ngươi tự mình giải quyết đi, cẩn thận một chút, ta về tháp trước. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Trạm lão một cái, nhưng thân hình Trạm lão chấn động đã biến mất trong không gian. Trạm lão vừa mới biến mất, kim quang bên cạnh Tiêu Viêm chấn động, rõ ràng chính là Long Ý đã khôi phục tốt trong Tử Thần Hư Linh Tháp. Long Ý sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn không gian huyết sắc xa xa kia, tựa hồ cũng cảm giác được cỗ lực lượng mờ ám kia tồn tại, cũng đang tiếp cận bọn họ. Tiêu Viêm nhìn ra Long Ý cười cười, hắn có thể cảm giác được Long Ý đối với hắn thân thiết, phần tình cảm như phụ tử vậy. Đột nhiên, trên mặt đất nứt ra một vết nứt thật lớn, một con song đầu xà cực lớn từ trong không gian toát ra nửa thân thể đầu tiên. Nhìn Tiêu Viêm xa xa, miệng rắn mở ra, giống một tiếng sóng âm thật lớn gầm thét, vang vọng trên phiến không gian này. Tiếng gào thét phẫn nộ, long long ở phiến không gian này truyền ra, loại âm ba độc đáo này chấn động linh hồn Tiêu Viêm đều có chút đau đớn sinh đau. Tiêu Viêm xoa xoa huyệt thái dương, tập trung nhìn trước mắt, đó là một con song đầu xà khổng lồ có hai cái đầu. Quái vật chết tiệt này là quái vật gì? Tiêu Viêm nhìn sinh vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mặt mày xẹt qua một tia kinh ngạc. Long Ý gắt gao nhìn chằm chằm con song đầu xà này, giữa lông mày lập tức xẹt qua vẻ sắc bén, không chút do dự, cước bộ nặng nề bước ra. Thân hình bay ngược lên, hóa thành một vệt kim quang, một cỗ lôi long dài trăm trượng đột nhiên xuất hiện.
hướng về phía song đầu xà vừa mới từ trong khe nứt toát ra gào thét mà đi. Tiếng thú giống khổng lồ quanh quẩn trong phiến không gian này, biến thành long ý bản thể. Mặt ngoài thân thể bộc phát ra lôi điện màu vàng to như cánh tay, hướng về phía song đầu xà bạo lực mà đi. Một cái miệng lớn màu vàng đối mặt với song đầu xà gào thét mà xuống, thân rồng co rụt lại. Phóng xạ đem song đầu xà thân hình dài hơn 10 trượng kéo ra khỏi mặt đất, quay đầu vung lên, thoáng cái vung ra xa mấy trăm trượng. Song đầu xà đối với công kích đột nhiên này trở tay không kịp, vội vàng thân thể run lên. Sau khi khôi phục thân hình, hung hăng rít gào về phía long ý phương xa, nhưng long ý căn bản không cho song đầu xà này có cơ hội thở dốc, long thân theo sát bạo xạ mà đi. Trên không trung một đạo lôi quang hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hung hăng hướng về phía song đầu xà hung hăng ném tới. Đối với công kích nhanh chóng hữu lực như vậy, song đầu xà căn bản không có lực lượng chống cự gì. Bởi vì khí tức của song đầu xà so với long ý yếu hơn không ít, hơn nữa tựa hồ đối với uy áp của long ý còn có một tia sợ hãi. Nhìn thấy công mãnh liệt của long ý, Tiêu Viêm toàn thân bao trùm huyết đàm, trên mặt cũng lộ ra một chút khiếp sợ. Lực lượng hiện tại của long ý tuyệt đối ở trên mình, từ khí tức vừa rồi long ý phát ra mà xem, Tiêu Viêm biết thực lực của long ý lúc này so với mình mạnh hơn một chút. Kim lôi đánh xuống, song đầu xà nhất thời bị đập đến huyết nhục bay ngang. Tiêu Viêm nhìn song đầu xà bị long ý nện thành thịt vụn, cũng nhịn không được cãi nhau. Song đầu xà sau khi bị long ý một kích đập chết, mùi máu tươi chung quanh không chỉ nồng đậm hơn ban đầu một tia, hơn nữa huyết sát ma khí chung quanh cũng bắt đầu khô động dị thường. Hiện tượng quỷ dị này tự nhiên không thoát khỏi quan sát của Tiêu Viêm. Long ý, mau rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong phút chốc lập tức cảm giác được vô số đạo khí tức đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phương hướng của bọn họ bạo dũng mà đến. Tuy nói những khí tức này cũng không tính là quá mạnh, nhưng số lượng lại nhiều kinh người. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn loáng thoáng cảm giác được ở trong vô số đạo khí tức này có một đạo khí tức cực kỳ mờ ảo. Long ý nghe vậy không chậm trễ, long thân vừa chuyển đem Tiêu Viêm nâng lên, liền hướng xa xa vọt tới. Vô số đạo khí tức cũng hướng long ý Tiêu Viêm phương vị rời đi rất nhanh vọt tới. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị buông tay đánh một cái, đột nhiên trong đầu mình hiện lên cảm thụ được tin tức đột nhiên đến, Tiêu Viêm cả người, đây là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, Hoàng Tuyền Thiên Nộ trong tin tức hiển nhiên cùng Hoàng Tuyền Thiên Tức trước kia không giống nhau. Ngay khi Tiêu Viêm kinh ngạc đồng thời, bên tai Tiêu Viêm truyền đến thanh âm của Trạm lão. Hoàng Tuyền Thiên Nộ ta giúp ngươi sửa đổi qua, mặc dù so ra kém ý giai đấu kỹ, nhưng uy lực cũng không phải là ngươi trước kia Hoàng Tuyền Thiên Nộ có khả năng so sánh. Kỹ năng linh hồn đấu này làm chậm tốc độ của bọn họ, còn lại chỉ dựa vào chính mình. Tiêu Viêm gật gật đầu, không nói gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chấn định lại, bắt đầu cẩn thận tu tập Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã được Trạm lão sửa đổi. Long ý cũng tựa hồ thuận ý, phát huy tốc độ nhanh nhất, tranh thủ thời gian cho Tiêu Viêm, mà tốc độ di động của vân tầng phía sau cũng càng ngày càng nhanh. Tầng mây cách Long ý chỉ còn mấy trượng, đôi mắt Tiêu Viêm đứng trên đầu rồng vẫn gắt gao nhắm lại. Từng tia thanh âm quỷ dị từ trong tầng mây truyền đến, bất đồng tê thanh rậm rạp ở trong không gian tản mát ra, nghe được làm cho người ta tóc tai đứng thẳng. Tầng mây giống như vật sống, gắt gao đi theo phía sau Long ý, ma sát huyết khí chung quanh tựa hồ cũng bị tầng mây này trấn áp, đình chỉ hoạt động của mình. Có chút ma sát huyết khí thậm chí trực tiếp bị tầng mây kéo đi. Nhìn tầng mây càng thêm khổng lồ, Long ý cảm giác được tình thế càng thêm nguy cấp. Đột nhiên, một tiếng âm ba chấn nhiếp linh hồn ở trong phiến không gian này nhộn nhạo ra, giống như một cơn lốc bao trùm chung quanh mỗi một mảnh linh hồn không gian. Đạo linh hồn âm ba này chính là Tiêu Viêm vốn nhắm mắt tu tập phát ra. Đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, miệng hơi nhếch lên, một loại âm ba cực mạnh không ngừng từ trong miệng hắn bộc phát ra. Đạo linh hồn âm ba này chính là Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã được Trạm lão sửa đổi. Theo Hoàng Tuyền Thiên Nộ bộc phát, tầng mây huyết sắc phô thiên cái địa có ba động không nhỏ. Theo âm ba động không ngừng gia tăng, tầng mây nhìn như hiện vật từ bên trong từng vòng bạo liệt ra. Mặc dù Hoàng Tuyền Thiên Nộ vừa mới tập hội sửa đổi, bất quá cái gọi là vạn biến bất ly kỳ tông, đối với đấu kỹ cực kỳ quen thuộc của Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Mặc dù nói có chút thay đổi, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nhanh chóng sử dụng không chút khó chịu. Nhìn tầng mây đen áp, cảm giác được khí tức mờ ám trong đó, Tiêu Viêm không dám chậm trễ. Tốc độ của tầng mây bây giờ rõ ràng chậm lại rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn rất nhanh. Đối với biên độ tầng mây giảm xuống, Tiêu Viêm cực kỳ bất mãn, đôi mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ sắc bén. Sau khi hít sâu một hơi, linh hồn lực cường đại không hề giữ lại toàn bộ phóng ra. Tiếng nổ. Một loại sóng xung kích linh hồn nhiếp nhân hồn nhất thời giống như hồng thủy, bao trùm phiến không gian này. Lúc này đây Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Tiêu Viêm cơ hồ dùng hết toàn lực, linh hồn lực cường đại khiến cho uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ liên tiếp tăng cao. Trong tầng mây màu đỏ như máu, từng đợt thanh âm bạo liệt vang vọng ra. Tầng mây bị linh hồn công kích mạnh như thế, tốc độ nhất thời nhanh chóng hạ xuống, khóe miệng Tiêu Viêm rốt cục lộ ra một nụ cười hài lòng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ sửa đổi quả nhiên không phải Hoàng Tuyền Thiên Nộ trước kia có thể so sánh. Hiện giờ Hoàng Tuyền Thiên Nộ cơ hồ đã đạt tới trình độ hoàn mỹ, uy lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là cường giả nhị tinh đấu đế thực lực, chỉ sợ đều phải tạm tránh mũi nhọn đi.
thứ này không tệ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cười cười, lại phát hiện Long Ý dừng lại. Thân hình khẽ động, vội vàng quay đầu lại, hết thảy trước mắt làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Trước mắt là một mảnh hắc áp áp chế, vô số bóng dáng ở trên mặt đất rộng lớn nhúc nhích, mỗi một cái bóng dáng hình thể đều ít nhất dài mấy trượng, trán Tiêu Viêm nhất thời mồ hôi lạnh thấm qua. Chạy đến trong ổ sâu, Tiêu Viêm dừng lại, khiếp sợ nhìn vô số cự trùng đủ màu sắc dưới chân, mặc dù khí tức không phải rất mạnh, nhưng rậm rạp nhu động, làm cho người ta cảm thấy thập phần khủng bố. Tiêu Viêm sắc mặt vặn một cái, cổ di tích này quả thật không dễ xông vào. Lúc này, phía sau truyền đến từng đợt tiếng gầm thét, lại làm cho tâm thần Tiêu Viêm chấn động. Ở trong tầng mây huyết sắc phía sau, vô số đạo trường ảnh xuất hiện. Mà những trường ảnh này xuất hiện tựa hồ cũng khiến cho rất nhiều sâu dưới chân Tiêu Viêm chú ý, nhao nhao nâng cự đầu lên. Hướng về phía xa xa bạo lực mà đến bóng dáng, phát ra từng tiếng gào thét chói tai. Ánh mắt Tiêu Viêm sáng ngời, hiện tại, ma thú trong tầng mây đuổi theo mình, tựa hồ xâm lược đến địa bàn trùng loại dưới chân, đây tựa hồ là có cơ hội thừa cơ à. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết vị trí của mình vẫn cực kỳ bất lợi, nếu như hai bên đánh nhau, nhất định sẽ lan đến chính mình, bất quá nói như thế nào cũng là cơ hội. Thân thể rồng của Long Ý có vẻ có chút to lớn, làm cho Long Ý hóa thành hình người. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng quan sát hoàn cảnh bốn phía, cẩn thận đánh giá từng chỗ địa thế chung quanh. Hiện giờ hắn đã bị hai đại quần ma thú cùng sâu xen lẫn trong đó, chính diện phá vòng vây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát sâu dưới chân, hắn phát hiện những con sâu này thủy chung không có lệch khỏi địa vực bọn họ đang ở, chẳng lẽ nói những con sâu này chỉ có thể ở dưới chân mình khu vực này hoạt động. Điều này khiến cho Tiêu Viêm chú ý, tình huống như vậy rất là quỷ dị. Tiêu Viêm tiếp tục quan sát trái phải, ánh mắt rời về phía trung tâm sâu dưới chân mình. Ở trung tâm, số lượng sâu rõ ràng so với xung quanh nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trung tâm sâu, hình thể cũng lớn hơn nhiều, trong đó, một loại khí tức khủng bố ở bốn phía lan tràn. Rít lên. Trong tầng mây có một ma thú hình rắn đã đến trước mắt, ma thú hình rắn chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm đại trưởng dò xét, trực tiếp bắt bạo mà đi. Loại ma thú hình rắn này cực kỳ kỳ quái, mặc dù nhìn qua giống như một con rắn bình thường, nhưng chung quanh mỗi con rắn hình ma thú đều có vật giống như ma sát huyết khí xoay quanh. Có lẽ tầng mây cực lớn này chính là bởi vậy mà cấu thành đi. Những ma thú hình rắn này thực lực cũng không cao, nhưng mà, tuy nói thực lực không cao, nhưng là số lượng rất nhiều, luận ai cũng sẽ bị nó làm cho cuối cùng sụp đổ mà đi, kiến cũng có thể cắn chết voi à. Long Ý cũng ở một bên hỗ trợ ngăn cản xà hình ma thú xông tới. Những xà hình ma thú này cùng vô số sâu khí tức đều tương đối thấp, chẳng qua tương đương với nhân loại nhất tinh đấu đế thực lực sơ cấp nhất, Tiêu Viêm một cái tát là có thể bắt bạo một cái. Phải biết rằng, cho dù là thân thể cường hãn như ma thú, nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng không phải chỉ dựa vào thân thể là có thể chống cự. Nói như vậy, đối với sức đề kháng của Tiêu Viêm cùng Long Ý cũng không lớn. Nhưng số lượng thật sự quá nhiều, nhiều đến mức mặc dù Tiêu Viêm hao hết đấu khí cũng căn bản giết không hết. Càng làm cho Tiêu Viêm kiêng kỵ chính là khí tức mờ ẩn trong xà hình ma thú kia, Tiêu Viêm cảm giác được đạo khí tức kia thực lực vượt xa mình. Mà nếu như xà hình ma thú cùng trùng loại trên mặt đất đánh nhau, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến mình, cái này có chút không ổn. Tiếp tục chống đỡ như vậy không phải là biện pháp. Tiêu Viêm híp mắt, linh hồn lực đế cảnh phóng thích ra, càn quét phiến không gian trước mắt. Đột nhiên, một đạo quang sáng chợt lóe, nhất thời khiến cho Tiêu Viêm chú ý. Tiêu Viêm nhìn về phía nơi đột nhiên phát ra ánh sáng phát ra từ trung tâm của sâu trên mặt đất, Tiêu Viêm trong lòng có chút tò mò. Nhưng cái loại khí tức khủng bố này của trung tâm làm cho Tiêu Viêm cũng không dám tùy tiện đi điều tra. Dấu tay của Tiêu Viêm cũng không ngừng biến hóa, đánh về phía ma thú hình rắn không ngừng hướng về phía bọn họ. Long Ý cũng không yếu thế. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng công kích lại không giảm chút nào, lôi điện màu vàng trong tay khống chế tự nhiên, đem ma thú đánh chúng đều bạo thành than cốc. Công kích của xà hình ma thú càng ngày càng mãnh liệt, số lượng cũng càng ngày càng dày đặc, từng đợt không ngừng hướng Tiêu Viêm cùng Long Ý vào tới. Giữa hai hàng lông mày Tiêu Viêm xen lẫn vẻ sắc bén, nắm tay mang theo đấu khí màu đỏ nhạt nồng đậm, ở trên không trung huy vũ. Chung quanh Tiêu Viêm, phàm là ma thú hình rắn chạm đến nắm tay Tiêu Viêm cơ hồ đều bạo liệt mà đi. Dù sao, đẳng cấp cùng thực lực chênh lệch quá mức xa xôi, những nhất tinh đấu đế thực lực sơ cấp nhất xà hình ma thú, làm sao có thể ngăn cản được công kích của Tiêu Viêm. Hai đạo thân ảnh một vàng một đỏ chớp động trong vô số ma thú hình rắn giống như kiến. Nhưng số lượng ma thú hình rắn thật sự nhiều lắm, giết không hết, chung quanh hai đạo thân ảnh là một tầng huyết vụ nhàn nhạt, cứ như vậy giằng co. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi bị tiêu hao, càng ngày càng ít. Nhưng ma thú hình rắn vẫn đang không ngừng xông tới, mà khí tức mờ ám trong tầng mây cũng nhanh chóng tới gần. Mắt thấy đấu khí sắp khô kiệt, sắp hao hết, đang lúc Tiêu Viêm có chút khẩn trương, thanh âm của Trạm lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. "Tiểu tử, mau phục tụ linh chi, đi chỗ sáng, vậy có thứ tốt." Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt một luồng tinh quang hiện lên, nhanh chóng tìm ra tụ linh chi phục tùng, đấu khí trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tụ linh chi kỳ thật
chỉ có thể khiến đấu khí tiêu hao hầu như không còn trong cơ thể Nhất Tinh Đấu Đế, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Là cực phẩm trong dược liệu khôi phục cấp thấp, nhưng trong dược liệu trung cao cấp cho dù không được gì. Bất quá, vào lúc này, vừa lúc bổ sung đấu khí tiêu viêm khô kiệt, phi thường thích hợp. Đấu khí của tiêu viêm lần thứ hai tràn đầy, nhưng mà, đối với khí tức khủng bố ở trung tâm, tiêu viêm vẫn có chút kiên kỵ, bất quá trong nháy mắt nghĩ. Ngay cả Trạm lão cũng xưng là thứ tốt, tất nhiên giá trị không nhỏ, sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra chỉ có liều mạng một phen. Long chú hồi tháp. Tiêu viêm một bên huy động nắm tay ngăn cản xà hình ma thú trùng kích, một bên hướng Long ý bên cạnh kêu lên. Long ý không có chút chậm trễ nào, thân hình lập tức hóa thành kim quang bắn vào trong kim tháp. Thân thể tiêu viêm chấn động. Một tiếng trầm đục vang lên trong đám ma thú. Sau khi tiếng vang vang lên, mặt ngoài thân thể tiêu viêm từng luồng dị hỏa chậm rãi xuất hiện, đem toàn bộ tiêu viêm bao bọc trong một không gian hỏa diễm, đứng ở trong đông đảo ma thú, có vẻ chói mắt như vậy. Xà hình ma thú xuyên qua tiêu viêm dị hỏa đoàn, trong nháy mắt liền bị dị hỏa của tiêu viêm luyện hóa thành từng bãi huyết vụ. Trong dị hỏa đủ màu sắc, một tia hỏa diễm nhìn như bình thản màu vàng nhạt chậm rãi nhảy lên. Hỗn độn thánh diễm màu vàng nhạt này cực kỳ có linh tính, đối mặt với ma thú xâm nhập bạo lực mà đi, phàm là ma thú bị hỗn độn thánh diễm công kích, trong nháy mắt, thân thể không tính là nhỏ liền bị bốc hơi mà đi. Liều mạng. Tiêu viêm hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị cắt qua không gian, hướng trung tâm sâu trên mặt đất sáng ngời xẹt qua. Linh hồn lực của tiêu viêm đế cảnh quét sạch hết thảy chung quanh, tiêu viêm phát hiện, sâu bên ngoài trên mặt đất so với xà hình ma thú mạnh hơn. Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối với tiêu viêm bị dị hỏa bao vây không có bất kỳ trở ngại nào. Dưới sự giết chóc của tiêu viêm dị hỏa, vô số sâu chết ở trong dị hỏa đoàn của tiêu viêm. Tiếp cận trung tâm, tiêu viêm dùng chân nặng nề đạp đất, thân hình đột nhiên bạo phát về phía trước vài thước, mặt đất cũng nứt ra từng khe nứt. Một đạo khí tức cường đại mãnh liệt đánh tới tiêu viêm, giống như trọng sơn vô hình vậy. Đối mặt với công kích khí tức cường hãn như thế, đôi mắt tiêu viêm chợt co rụt lại. Thời gian của hắn không nhiều lắm, muốn vọt vào trung tâm, vẻn vẹn chỉ có một cơ hội, toàn bộ dựa vào tốc độ quyết định. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay tiêu viêm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, dị hỏa hằng cổ xích liền trở nên lớn dị thường. Hung hăng đập xuống trùng loại rậm rạp bắt đầu khởi động, không ngoài dự liệu của tiêu viêm. Hiện giờ lực lượng của mình, những con sâu này không cách nào chống cự. Bị dị hỏa hằng cổ xích đập chúng không ngoại lệ đều biến thành một bãi thịt vụn. 3000 lôi động. Tiêu viêm hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành mấy tia chớp, hướng trung tâm vọt tới. Tam thiên lôi động thân pháp đấu kỹ như vậy tiêu viêm cũng đã thật lâu không dùng được. Không nghĩ tới khoảng cách di động trên đấu đế đại lục cũng không tệ lắm, thân hình tiêu viêm cũng cách trung tâm càng thêm gần. Các tiểu bối, cấm địa nghĩa trang, há có thể xông loạn. Một thanh âm trầm thấp từ trung tâm sâu truyền ra. Thanh âm này rõ ràng chính là khí tức lúc trước hắn cảm thấy khủng bố kia truyền ra. Tiêu viêm không có bất kỳ dừng lại nào, thân hình vẫn nhanh chóng xuyên qua chung quanh. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, khí tức mạnh mẽ hướng về phía tiêu viêm xông lên công kích mà đến. Đạo khí tức này, dựa vào cảm giác của tiêu viêm, ít nhất có thực lực một tinh đấu đế đỉnh phong trở lên, xa không phải mình có thể sải bằng. Tiêu viêm mạnh mẽ xoay người, tránh né công kích, nhưng phía sau mấy đạo bóng đen hiện lên. Mấy đạo công kích hướng về phía tiêu viêm nhanh chóng đánh tới. Tiêu viêm mồ hôi lạnh trực tiếp từ trong áo vest chảy ra. Những con sâu lớn này khí tức đều vượt qua tiêu viêm, lúc này tình cảnh của tiêu viêm cực kỳ nguy hiểm. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay tiêu viêm lật một cái, nhanh chóng dùng lộ tuyến quỷ dị du động tránh né. Loại trùng này tên là ma phệ hắc huyết trùng, bình thường sinh trưởng ở loại địa phương như mộ phần ma vực loại này, huyết khí tương đối nhiều, có thể thôn phệ bất đồng huyết khí đến trưởng thành. Ma phệ hắc huyết trùng trưởng thành bình thường đều có thể đạt tới thực lực nhị tinh đấu đế, nhưng mà ở trong mộ phần ma vực trưởng thành tựa hồ bị hạn chế. Những ma phệ hắc huyết trùng này cũng chỉ là thực lực nhất tinh đấu đế đỉnh phong. Nếu như chỉ là một con, tiêu viêm dùng hết toàn lực, có lẽ còn có một chút tỷ lệ thắng lợi. Nhưng mấy con sâu, xa xa không phải tiêu viêm có thể đối phó, điểm trọng yếu nhất. Tiêu viêm phát hiện bên ngoài thân thể mình bị ma sát huyết khí bao trùm chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi cho tiêu viêm. Nhưng nếu muốn từ trong mấy con ma phệ hắc huyết trùng này chạy ra ngoài, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu viêm sắc mặt hơi trầm xuống, hiện giờ đã đến nơi này, không có khả năng buông tha, hơn nữa nơi đó còn có thứ tốt trong miệng Trạm lão tồn tại. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 249 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.